Mỡ máu cao có phải điều trị suốt đời không? Mỡ máu cao là một vấn đề sức khỏe đáng lo ngại vì nó có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm bao gồm nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Một trong những câu hỏi mà bác sĩ Minh thường nhận được là liệu mỡ máu cao có cần phải điều trị suốt đời không? Câu trả lời là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm mức độ nguy hiểm của bệnh, yếu tố nguy cơ cá nhân và khả năng kiểm soát bệnh thông qua lối sống và điều trị. Trong đó quan trọng nhất là yếu tố nguy cơ cá nhân, bởi vì những người có nguy cơ cao sẽ là những người phải điều trị suốt đời. Ngược lại, những người có yếu tố nguy cơ thấp sẽ điều trị dễ dàng và cải thiện tốt hơn. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc bệnh mỡ máu cao thường bao gồm những người có tiền sử xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ. Đối với những người này, việc điều trị mỡ máu cao sẽ cần phải duy trì suốt đời để giảm mỡ máu, đồng thời giảm nguy cơ hình thành những cái mảng xơ vữa bị hoặc là mảng xơ vữa bong ra làm tắc nghẽn hành mạch và dẫn đến đột quỵ. Đối với những người thuộc nhóm nguy cơ trung bình, ví dụ như bệnh mỡ máu cao kèm theo đái tháo đường thì nhiều khả năng phải điều trị suốt đời, do lượng đường trong máu tăng cao sẽ làm tăng cái phản ứng viêm của thành mạch, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành những cái mảng xơ vữa và bít tắc mạch máu. Cuối cùng là những người được xếp vào nhóm nguy cơ thấp, ví dụ không hút thuốc, không bị xơ vữa động mạch, không đái tháo đường, không bị tăng huyết áp và nói chung là chỉ bị mỡ máu cao thôi chứ không bị những cái vấn đề bệnh lý nội khoa khác, thì chỉ cần thay đổi lối sống, bổ sung thêm những cái sản phẩm hỗ trợ ví dụ như omega 3 hoặc là omega 3 krill và sau đó xét nghiệm thấy chỉ số mỡ máu giảm xuống tốt, không cần phải điều trị tiếp. Việc điều trị mỡ máu cao suốt đời hay không nó phụ thuộc vào nhóm nguy cơ của từng cá nhân và khả năng kiểm soát bệnh, trong khi những người thuộc nhóm nguy cơ cao và trung bình thường phải điều trị liên tục để giảm biến chứng, thì nhóm nguy cơ thấp chỉ cần kiểm soát bệnh thông qua lối sống lành mạnh và chỉ cần điều trị khi cần thiết. Điều quan trọng là duy trì lối sống khoa học, thường xuyên kiểm tra sức khỏe, tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ để quản lý mỡ máu hiệu quả. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa.